see the best cypher, super sign high. Thank you, underground nine. Long Biên nơi tao sống 10 năm trước vẫn là miền quê. Rồi những dự án đầu tư khu đô thị mới ùa về. Còn đâu đoạn đường đất mưa chút xuống đường này lấm lem. Giờ chỉ có con đường cao tốc nên buông là mọi thứ sáng đèn. Cánh đồng cỏ lau ngày nào mà bọn tao thường vui chơi. Giờ đây thành tòa cao ốc mới căn vài ba chục tỏi ơi. Cả đám đi trộm ổi đi chủ vườn dưa thừa sông thiếu chết. Giờ toàn thanh niên thành đạt mặc sự ăn trộm có khiếu phết. Lúc nào cũng vui như Tết dù thời đó đâu hề tiện nghi. Thương tình gửi cho crơ chứ đâu biết nhắn tin là gì. Đôi khi ngâm nghĩ về những điều quý giá đã trải qua, ta luôn tôn trọng và coi đó như là một món quà. LONGBIEN, đây là nơi mà tao sống, không chỉ đơn thuần là một cái tên. Nơi biết bao nhiêu nhân tài được sinh ra, danh giới cuộc sống đã nợ ẩn chứa biết bao điều tinh hoa. LONGBIEN, đây là nơi mà tao sống, không chỉ đơn thuần là một cái tên. Nơi biết bao nhiêu nhân tài được sinh ra, danh giới cuộc sống đã nợ ẩn chứa biết bao điều tinh hoa.